cái ngay cái lúc lệ lệ gật đầu á thì em thấy kiểu rất là xúc động á, không biết giải thích sao thành lời. Thế là cái cảm giác trong 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 người em là em phải bảo bọc, phải che chở cho người này bao nhiêu cũng không đủ. Em đang làm việc trên công ty, xong rồi bạn đồng nghiệp của em lấy điện thoại của em, xong rồi tải một cái app gọi là app hẹn hò Tinder. Em thì tăng ca tới khuya, xong rồi em thấy nhận được một cái tin nhắn nóc nóc gì đấy, nói gì thì nói đi, có gì đâu mà cứ nóc nóc cái gì đấy, xong rồi cái bắt đầu câu chuyện. Chưa bao giờ thấy con cô đối xử với ai mà tốt như con á, chăm từng ly từng tí, nói chung là không bao giờ để em phải một mình làm bất kỳ thứ gì á. Lệ luôn hỏi em á là tại sao em lại muốn cưới Lệ, thì em không có câu trả lời chính đáng cho cái việc đó đâu. Em chỉ đơn giản là em cảm giác em cần Lệ trong cái cuộc sống này. Cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà gặp được ổng, tại vì ổng rất là thương mình với lại chăm sóc mình, mà như kiểu là không, mình có thấy là nếu mà không có ổng thì mình sẽ không gặp được người nào tốt hơn ổng nữa. Cái điều mà Lệ làm nhiều nhất cho em á, mà nhiều khi Lệ không nhận ra được, là Lệ luôn ủng hộ, thật sự lắng nghe em, thật sự ủng hộ cái quyết định của em. Dù đó là một cái quyết định rất là khó khăn hoặc là không có đúng vào lúc đó, nhưng mà Lệ không có nói gì, chỉ ủng hộ em. Em à, vào ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh chưa bao giờ nghĩ vào cái giây phút này sẽ đến. Nhưng vào chính cái giây phút này, anh không thể tưởng tượng được rằng sẽ là bất kỳ ai khác ngoài em hết. Càng bên em, anh càng nhận ra rằng em không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà tính cách, bản lĩnh cũng như tâm hồn em khiến anh phải phấn đấu trở thành một người tốt hơn trước đây. Anh sẽ trân trọng, chăm sóc, ủng hộ và yêu em vô điều kiện, lúc vui cũng như lúc buồn. Và đây là cái giây phút cuối cùng với tư cách là vị hôn phu của em, và là ngày đầu tiên trên cuộc hành trình mãi mãi của chúng ta. Anh yêu em. Sì, 谢谢你的全部你带来给我。